Xin chào quý bà con cô bác đã đến với kênh của Trần Thanh Trương ạ. Hôm nay thì Thanh Trương đang góp mặt tại cửa hàng Sầu Riêng 540 Hưng Phú, phường 9, quận 8. Dạ, hôm nay thì là nói chung cũng được mấy ngày rồi em không có quay clip. Thì hôm nay cái clip này thì nó sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều bất ngờ lắm. Vì hôm nay là anh Khương đang có mặt tại cửa hàng. Mà hôm trước thì quý vị khán giả có nghe cái bài hát của em đi thu rồi đó. Thì em đã cố gắng thu xếp để lên Đà Lạt để quay MV rồi. Nói là cái MV nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái clip âm nhạc vui vui thôi. Đó, thì mai em sẽ khoảng 20 giờ tối ngày mai em sẽ đăng cái MV đó lên trên kênh ca nhạc của em, trên kênh Trần Thanh Trương, mong mọi người ủng hộ. Hôm nay thì Thanh Trương đến đây để khoe cho anh Khương với lại mọi người ở trong cửa hàng cùng xem. Nha. Em chào anh. Đã chào quý vị khán giả. Hôm nay có cả Bé Sương ở đây nữa. Mới kêu Bé Sương qua nói chuyện Bé Sương để sắp xếp cho Bé Sương. Dạ. Yeah. Bữa giờ Bé Sương bệnh là không có bữa khỏe bữa không nên đánh giá số nó không thường xuyên. Nên bữa giờ cũng vừa cho bé ngưng tạm thời ngưng khoảng bữa giờ cũng khoảng 1 tháng. Hôm nay bé nó mới vô máu khỏe khỏe lại, cũng vừa mới kêu bé lên để sắp xếp lại, mà chắc tới sắp tới thì chắc cho bé bán ở gần ở bên nhà của bé luôn, chỗ chỗ bà cô á. Bà cô cũng cô mang Bé Sương đó giờ thì có gì Khương Dừa có hỗ trợ cho bé bán bên đó thì Khương Dừa sẽ quay clip để chia sẻ để quý bà cô chú biết, để quý bà cô chú có đi ngang hoặc là muốn ủng hộ Bé Sương thì ghé mua vé số ủng hộ Bé Sương. Chứ bên kia đi qua bé đi cũng không tiện, với lại mà đi không khỏe cái vậy trễ không à. Trễ bán từ nhiều khi bán vé số tới 11 giờ mới tới thì thôi sắp tới giờ sổ luôn. Sao? Yeah. Hôm bữa em có nhắn tin với anh hỏi là quay cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên của em anh. Thì hôm bữa em lên Đà Lạt em có quay rồi. Anh bây giờ em cho anh xem nhá, xem thử anh ha. Quay rồi hả? Quay rồi. Nói chung nó cũng hơi cập rập nhưng mà cũng được. Chừng nào đăng? Dạ tối mai em đăng. Mai là 19 hả? Dạ, 20 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 2020. Để 20 tăng 20 tây mình đăng luôn. Dạ, 20 tây em sợ va chạm với Sơn Tùng với Jack nên là em không có đăng. Thì đăng lên đúng cùng giờ với Sơn Tùng luôn, nó lỡ mà MV mình view thấp quá nó tại vì đang đụng với MV của Sơn Tùng. Em ngại va chạm lắm. Đăng ngày mai luôn. Ủa đăng ngày mốt luôn rồi để đấy. Em đây là MV cạnh tranh MV của Sơn Tùng để dòng tiêu đề vậy thôi. Được không anh? Được. Rồi, nhưng mà cái đó hơi nói chung cũng hơi bản lĩnh mới làm như vậy đấy. Có gì đâu, mình thật ra Thanh Tùng là một cái bạn ca sĩ quá là nổi tiếng rồi. Yeah. Mình cũng hay nghe nhạc của bạn, mình cũng rất em cũng thích bạn. Thì mình lấy cái bạn làm cái em chuyển qua ca hát thì thấy lấy bạn làm cái cột mốc. Yeah. Để mình phấn đấu. Thì mình ước mong là cái MV mình cũng được xem như vậy thôi, đâu có gì đâu, đâu phải mình làm gì bậy bạ đâu. Dạ. Có khi anh có khi đặt tên cái bài hát của em là bài hát có tên là Sơn Tùng được không anh? Được. Đặt đó rồi fan vô rồi. Cho Bé Sương coi thử nè. Dạ. Bé Sương lại gần anh đây coi luôn nè. Đây ghế ở đây xịt cho đây coi. Nè, em qua ngồi đây ngồi nè. Dạ. Đây. Nhiêu đầu tư nhiêu? Dạ đầu tư khoảng tầm 2 tỷ anh ạ. 2 tỷ. Bé Sương phản ứng. Làm 2 tỷ mà up YouTube luôn hả? Làm 2 tỷ mà up YouTube, nói chung là đem ra đạp chứ. Phục vụ khán giả thôi chứ em cũng không tính thu lại lợi nhuận anh ạ. Nhà Bé Sương coi anh Trương hát nha, bình thường anh Trương hát cũng đã hay rồi mà hôm nay này đây. Đó. Ồ đi Đà Lạt với gái luôn hả? Dạ. Ủa đi gái đi luôn hả? À đang trong hotel mới ra luôn hả? Dạ. Đó dữ. Giờ làm gì trong hotel, vô hotel làm gì vậy? Bạn gái hả? Dạ. Diễn viên nha. Ủa gì vậy? Em gái chị Hà. Chị Hà nào? Cấm Hà. Hai đứa à? Hai người ạ. Có Long nữa. Long Hơn Lá nè. Những cái đoạn giáp này đẹp này. Một cú luôn hả? Một cú luôn anh. Quay mấy lần à? Một lần duy nhất anh. Thiệt không? Anh nói thiệt á. Còn 20 lần kia là xóa dục hả? Vâng. Sao nó không đi vậy? Sao chân nó bị gì không cổng xuống vậy? Cái MV này cổng qua cổng lại. Chân hai đứa bị gì vậy? Không tự đi theo cổng xuống. Ghê đi. 10 năm cổng bạn đi học á. Đó. Chỉ quay đi chơi không phải không? Dạ. Vì giống như kiểu vlog đi chơi á. À, rồi ghép lại phải không? Kiểu tình yêu dễ thương không? Với bằng điện thoại hả? Dạ, có bằng điện thoại nha anh. Ai dựng em vậy? Dạ, em tự dựng á. Tự dựng luôn hả? Dạ. Nói chung là từ cái hồi mà đi theo anh với đi làm phim á, mình cũng tư duy lên được á. Mình cũng biết căn góc máy với lại trục quay với lại về tự dựng được. Ai làm nhạc cho? Dạ, nhạc này thì là em nhạc sáng tác thì của một người em thi trong Giọng Ái Trong Ai. Còn nhạc thì 199X thu cho em. Biết với... nhạc là đâu? Dạ. Biết nhạc là của bạn luôn hả? Dạ vâng. Biết nhạc là của bạn của bạn thi Giọng Ái Trong Ai đến anh. À. Sao em coi MV em thấy sao Sương? Thấy dễ thương không? Thấy nam đẹp không? Nam chính đẹp không? Là anh đó. Nữ chính sao có đẹp không? Đó. Đừng có hỏi vậy bé nó trả lời không được. Không được hả? Khó, tội nghiệp, nó không đẹp kỳ. Không. Mà nói xấu thì thôi sợ mất lòng. Không, đúng không? Đừng hỏi cái câu đó nó khó trả lời cho người ta. Nhưng mà anh coi MV này thấy dễ thương đáng yêu ngay. Anh thấy cái khoảng... Anh dự đoán là chắc cũng lên một sau 24 tiếng chắc cũng được 24 lượt xem à. Khoảng 2400 lượt xem. Ít gì ra lên 24 tiếng chắc cũng được 2400 lượt xem. Và khoảng 24 bình luận. Nhưng mà anh thấy cái tuổi cái lúc mà anh với chị Ngọc yêu nhau nó có dễ thương như vậy không? Ngại. Đâu có. Nói chung là có điều kiện rồi mới yêu nhau, đâu có điều kiện đi Đà Lạt giống như mấy đứa nhỏ đâu. Với lại mới yêu nhau cũng không có đi khách sạn giống như hai đứa nó nữa. Hai đứa mới vô khách sạn luôn. Nhanh liền. Rồi chính này là quay hồi nào? Quay hồi mấy tay? Dạ. Quay hồi nào mấy tay? Cái ngày cách đây cũng tuần, 2 tuần đến anh không? 2 tuần hả? Dạ. 2 tuần coi đầu tháng 12 hả? Dạ, khoảng đó. 12 tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Tháng 8, chắc khoảng tháng 8 là đẻ. Đừng rơi vào tháng 8 làm sao đẻ. Đâu có đâu anh. Tháng 8 làm sao lại có cái MV đứa trẻ. Thôi nói chứ lâu lâu mình nói chung mình hát thì không hay bằng ca sĩ, nhưng mà ví dụ mình hát nghe cũng ok thì mình cũng làm mấy nội dung mình gửi tới khán giả cho nó nội dung nó mới mẻ. Dạ. Cho nó mẻ phong phú một xíu. Giống như mà anh vậy đó. Anh thì hát cũng tại vì mình không phải là ca sĩ cho nên mình hát chắc chắn là không bằng ca sĩ, nhưng mà mình vẫn như người sản xuất, biên tập bình thường. Nhưng mình hát được vậy là cũng tốt rồi. À. Thì mình làm những MV vậy là với lại qua làm vậy thì em sẽ học được cái cách sản xuất. Em sẽ tự lên làm sản xuất một cái MV như sao. Em sẽ quay phim sao, em dựng sao, rồi em làm chủ nhiệm kinh phí luôn, rồi em về em hát luôn. Nói chung là em sản xuất một MV em sẽ biết được rất là nhiều việc trong đó. Thì em sẽ giỏi lên thêm. Nói chung con mình phải tranh thủ thời gian đó, thứ bảy nhật gì đó nghỉ cái mình đi làm những sản phẩm vậy nè cho nó giỏi lên, chứ thôi mình làm mấy công việc quay vlog hoài nhiều khi nó cũng hoài, bà con cô bác coi hoài nó cũng có nhiều đó. Lâu mình cũng thử. Yeah. Thử quay MV rồi á. Hay cũng hay. Cũng như hồi đó Chương cũng hay tham gia với Khương Dừa mấy cái MV ở trong cái kênh của Khương Dừa, bà con có hát Hai Mùa Mưa đó, Chúng Mình Ba Đứa rồi rồi Con Hàng Xóm. Tính ra là Chương là nhân vật chính của trong mấy MV của Khương Dừa chứ không? Đóng hết luôn đó. Dạ, nhưng mà hoài không nổi. Nhưng mà MV này hy vọng là quý khán giả sẽ ủng hộ em đó. Nói chung là một sản phẩm nghe nhìn nó cũng tương đối. Dạ, dạ tương đối thôi, chứ nói về để lại em nó cũng nói 2 tỷ vậy chứ chắc làm chắc chừng 2 triệu bạc à. Đi đó, đâu tốn tiền đi rồi đó. Rồi phải thì nhiều khi hai đứa không có kinh phí phải ở chung một phòng nữa, cũng tội lắm. Đó, nên quý bà cô chú cũng ủng hộ em đó để em nó có động lực để làm thêm những sản phẩm mới để gửi tới quý bà cô chú. Dạ. Dạ tôi thử đây, nếu biết đâu được làm đi, ví dụ cái MV này lên được chừng 50.000 lượt xem thì sao? Dạ. Sao? Nếu mà lên không? Đã chứ anh. Cá không? À, em nhắm được bao nhiêu ngàn lượt xem, Ngân ngắm được bao nhiêu? Em nhắm MV này cũng mới tầm khoảng 200 ngàn đó. Đâu 200 ngàn không? Nhưng mà bây giờ thời hạn là 1 tuần. Không được anh. Cả đời cũng chưa được nữa. Anh nói cái từ đầu. Không được đâu. Tại vì cái kênh của em có 110.000 lượt đăng ký à. MV này lên sẽ không gấp đôi được. Ví dụ đâu. Như không, anh một ngày anh mà kiểu như anh muốn thư giãn stress thì anh nghe ngày 5-6 lần như em. Ngân cũng 5-6 lần, Bé Sương cũng 5-6 lần. Không hả? Ngân không nghe có em mình nghe. Không, anh nghĩ nếu mà tầm 50.000 lượt xem trong 24 tiếng là sẽ là một thành công rất lớn của em. Dạ. Và em sẽ tự tin em làm những MV tiếp theo. Dạ vâng. Còn nếu mà tầm 30.000 lượt xem là cũng tương đối. Dạ. Cũng được. Có nghĩa là để được là mình để mình có đủ cái tự tin, có như là có niềm an ủi. Được chừng 30.000 lượt xem thì mình cũng nên làm những cái sản phẩm đơn giản, gọn gàng như vậy để mình gửi tới quý bà cô chú xem. Dạ. Còn được trên 50.000 lượt xem là ngon rồi. 50.000 là ngon rồi anh. Vì nhạc người ta cứ nghe đi nghe lại nhiều mà anh. Ừ. Nó cũng được chừng 50.000 lượt xem là đỉnh rồi đó, là bắt đầu là tự tin rồi đó. Nói chung mấy cũng được anh, tại tự mình làm đó, tự mình điều khiển nó nhìn. Nhưng mà mình phải có một cái thước đo. Dạ. Là một cái sản phẩm, ví dụ mình cảm giác mình rất là thích, mình rất là khoái cái sản phẩm đó, tuy nhiên thì mình làm để sản phẩm để phục vụ khán giả đó, chứ mình nghe hoài cũng đâu được. Mình nghe hoài thì mình, nếu mà mình đã làm mình nghe thì thôi mình khỏi đăng YouTube, mỗi ngày mình mở mình nghe thôi. Còn này mình làm để mình phục vụ bà con cô bác thì đó, phải coi thị hiếu của bà con cô bác nghe như thế nào. Và chắc chắn là chắc em sẽ nhận được nhiều lời bình luận, ví dụ là dễ thương, khác cũng tương đối, nên ra những MV mới đi đó. Và sẵn quý bà cô chú mà cũng để lại bình luận cho Thanh Chương, để Thanh Chương muốn Thanh Chương hát bài nào thì quý bà cô chú để lại để Thanh Chương sẽ hát tiếp cho quý bà cô chú. Bây giờ mà em được 50.000 lượt xem anh sẽ cho em 5 triệu. Được chưa? Trong vòng bao nhiêu phút đây? 24 tiếng. 4 tiếng hả? 24 tiếng. Hả? 1 ngày nữa hả? Ừ. Trong vòng 24 tiếng. Trời ơi. Còn nếu không được thì sao? Nếu không được thì em... Nếu mà lên 60.000 sẽ cho 6 triệu. 70.000 7 triệu. Ơi. Chị Ngân nhưng mà chị mím môi nhỉ. Anh ơi, họ hàng em đông lắm. Em sẽ về hỏi bố mẹ em liên tục cày view. 100.000 là 10 triệu. Còn nếu không được thì sao? Nếu không được thì... Nếu mà không được thì ẩn MV luôn. Em ẩn MV luôn. Xóa kênh luôn. Không, nhưng mà Khương Dừa nghĩ là khi mà Khương Dừa với lại Thanh Chương đã quay clip giới thiệu này, chắc cả các lẽ quý bà cô chú cũng sẽ chờ đợi MV của Thanh Chương và đợi xem coi hát như thế nào và hình ảnh như thế nào. Tại giờ nãy giờ coi khắp hot qua thì cũng không có rõ. Nhưng mà view thật nha, không phải view ảo nha, không phải mà lấy được 10 triệu 100.000 là bấy bỏ ra 5 triệu để chạy view nha. Đúng đó, em không biết chạy view gì đâu. Cái này là giống như là mình đưa ra một cái phần thưởng để động viên em đó. Dạ. Đó. Làm gì nó cũng phải có một cái phần thưởng để cái mình mục tiêu động viên đó. Dạ. Dạ, sắp tới là tới Ngân Rambi nè, Ngân Rambi mới khủng nè. Dạ, Ngân thì Rambi thì chắc chắn khủng rồi. Là Ngân MV Móm ơi. Móm ơi. Móm ơi. Lần đầu ta gặp Móm. À, dễ thương. Đó, thì Ngân để em về em sẽ truyền đạt những cái thông điệp của anh Khương chờ đến quý khán giả hâm mộ em để mọi người xem MV nhiều vô để cho em nhận được phần thưởng vô cùng lớn. Bé Sương về hỏi với các đồng môn của mình với lại hai gọi về hỏi cho bà với anh lại sẽ, thường xuyên giúp nghe em nhá. Share một bài trên fanpage của anh luôn để quý bà cô chú biết. Dạ. Yeah, chị Ngân cũng chia sẻ giùm em nhé chị Ngân. Dạ yeah, em cảm ơn anh, cảm ơn bé Sương, cảm ơn chị Ngân, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Còn nếu mà chừng được chừng 2000 lượt xem thì thôi mình mốt mình biết rồi ha. Mình đừng có ra đi nữa nha. Không chắc hơn. Anh nghĩ chắc trong giờ đầu chắc cũng phải ít, trong một giờ đầu chắc cũng phải 3000 lượt xem là ít. 3 hoặc là 3 tới 5000 lượt xem là ít. Dạ. Yeah. Tại chúng ta tò mò cho hát còn sao á, xong 5000 người ta vô xem mà thấy không hay quá hơn, không coi nữa. Rồi chỉ có được 5000 lượt xem thôi. Nói chưa thôi, mà mình làm cái gì cũng vậy, mình cảm thấy mình thích, mình đam mê nó được rồi. Còn cũng tùy có nhiều khi phù hợp với bà con cô bác, còn cái gì cái chưa phù hợp. Thì có gì của các bạn cô chú để lại bình luận, góp ý giùm Thanh Chương ạ. Dạ. Yeah. Sau nếu mà sau đợt này mà em MV này thành công như em mong đợi thì sắp tới em sẽ chuyển dòng nhạc, em sẽ hát thêm bolero. Đúng nha, anh? Đúng anh ạ, à. Đúng dạ. Với anh ạ. À. Em nghĩ là được mà em hát vậy cũng hay. Nha. Không em hát dân ca được anh. Ừ. Đó, dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin mọi người ơi thì ngày mai 20 giờ tối em sẽ đăng cái MV này lên. Nói chung là clip âm nhạc thôi chứ MV thì nó nghe nó hơi chuyên nghiệp lắm. MV mà. Dạ MV ạ. Này là MV mà. Dạ mai lúc 8 giờ tối ngày 19 tháng 12 thì em sẽ đăng cái MV ca nhạc Một Xuân của anh lên, do em thể hiện cùng với sự hỗ trợ của Long Hơn Lá. Rất mong bà con quý anh chị thương Thanh Chương thì mình có thể bật lên mình nghe và thưởng thức và cho nhận xét nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ngày mai. Chào tạm biệt quý khán giả.